Mẫu đèn này có tên gọi là đèn pha siêu sáng LED 7 màu 200 hiệu ứng. Nó được thiết kế dạng thanh. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái thiết kế bên ngoài của nó. Đấy là được thiết kế dạng thanh, nó có 5 bóng đèn LED 7 màu. Và nó có hơn 200 kiểu chạy và đổi màu khác nhau. Độ sáng của đèn này rất là tốt cho những cái sân khấu đi show ngoài trời, hoặc là cho những cái sảnh nhà hàng, khách sạn 5 sao sang trọng. Cái đèn này mua rất là nhiều để trang trí cho những cái sảnh nhà hàng, khách sạn. Đặc biệt màu sắc của nó rất là đẹp và nó pha sáng độ phủ rộng rất là tốt, có thể pha sáng tốt cho không gian từ 20 đến 50 mét vuông. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế từ showroom của công ty BH Minh Mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boander 1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.